thì mình là con mèo đây, tiếp tục một bài nhạc mình hát là bài Biết Tìm Đâu nha các bạn ơi. Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe bài này, cũng là thời 8 bit hoặc 9 bit nha các bạn ơi, độ tuổi khoảng nằm ba mấy tuổi lên luôn.